shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập trước á, chúng ta đã đi tìm những cái Ziggurat Core cũng như là Ziggurat Shell rồi nha các bạn ơi. Và mình chỉ mới được có 3 cái Ziggurat Shell mới thôi. Hiện tại chúng ta đã có được 53 trên 100 cái Ziggurat Shell rồi đó. Rồi ta nói nó khó khăn gì đâu đó. Để mình qua mình giúp em show code chỗ này cái đó nha các bạn ơi. Trời ơi, show code hả? À, sẵn em đi anh ga mình mới triệu hồi trong tập ngày hôm trước á, mình sẽ cho nó ra luôn nha các bạn ơi. Cái con này thì nó bị trừ tốc độ rồi nè. Hồi ôi, hơi bị xui anh em à. Chơi nó luôn nè. À, show code với tôi. Và cái con đi anh ga của mình á, nó cũng chưa có cái chiêu chuẩn luôn đó. Hiện tại nó mới chỉ có flash cannon thôi. Và như không có xin nhê cái em show code này rồi. Mình sẽ chuyển qua em Pokemon khác nha các bạn ơi. Chắc mình sẽ cho Seimin ra trận quá. À, Seimin của mình nó đang đạt được cấp 99 rồi nè. Sẵn tiện thì mình sẽ cho nó xài chiêu bão lá nha các bạn. Ui, con này mạnh vãi chưởng ạ. Tại vì nó thuộc hệ lửa các bạn ơi. Ui, có vẻ như là cái em Seimin của mình nó sắp hẹo rồi đó. Ngấm củ tỏi luôn nè. Ờ, nó cho mình một cái cross spray hả? Cái này là cái gì lạ quắc vậy? Nó cũng chưa có hiện cái công thức các bạn ơi. Thôi để, chắc mình sẽ cất vào trong ba lô bớt đi. Sẵn tiện mình sẽ bô cái heal cái đã. À, trên đây lại có thêm mấy cái em Starly nè. Vẫn tiếp tục là boss bạn ơi. Đó, mình sẽ dùng Seimin và tiếp tục giết mấy em boss này luôn nha. Đây, mình sẽ cho Seimin về cái hình dạng ban ngày luôn các bạn ơi. Đó, hấp dẫn rồi đó. Chúng ta sẽ đi lên giúp em Starly này thôi. Ôi, nó đâu rồi? Ồ, con này nó không có bay lên trên các bạn ơi. Nó chỉ ở dưới đây thôi. À, đây rồi. Starly cấp 104 rồi. Mình sẽ xài cái chiêu bão lá tiếp nha. Ôi, đâu mất tiêu rồi. Đây rồi các bạn ơi. Ồ, rất là mạnh luôn nha. Sẵn tiện thì mình sẽ dùng luôn cái chiêu Air Slash này thử nha. Ui, ngậm cửa tỏi luôn. Nó cho mình một cái viên kẹo nữa. Và ở đây nó có thêm mấy em Pokemon Gen 8 nè bạn ơi. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành đi bắt thêm mấy em Pokemon Gen 8 nha. Đây là cái gen mới ra, mới cập nhật được từ bản Fisherman 8.0.0 nha các bạn ơi. Và hiện tại nó đã lên được bản 8.0.2 rồi đó. Seimin này được nửa cái kinh nghiệm rồi. Chắc mình sẽ cho nó lên cấp 100 luôn nha. Rồi, on học được Seed Flare nè. Skill này cũng khá là mạnh đây. Shinter Seed thì nó sẽ hồi máu lại cho mình. Chắc mình sẽ thay bằng cái chiêu Solar Beam nha các bạn. Đó, ngọn lành liền. Rồi, mình sẽ cất luôn cái em Seimin này vô nha. Và tiến hành luyện cấp cho một em Pokemon khác nha các bạn ơi. Chắc mình sẽ luyện cấp cho Ho-Oh á. À, có một con cấp 85 nè. Đó chính là Celestia. À, và sẵn tiện thì mình cũng sẽ luyện cấp luôn cho UC, Azil cũng như là Metric nha các bạn ơi. Tụi này nó còn phải đạt được cấp 60 thì mình mới triệu hồi được mấy cái em thần sáng tạo khác đó các bạn à. Đó, chúng ta mới chỉ có được Dienga rồi. Cùng Palkia với lại Giratina nữa. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi bắt những cái Pokemon Gen 8 này thôi. Ở đây có một con Rolycoly nè. Ủa, con này hình như nó được cấu tạo từ than đá thì phải. Nhìn khá là hấp dẫn các bạn ơi. Mình có Woodborn, có Liverborn rồi nè. Hiện tại con cao nhất của mình nó đang là cấp 85 thôi. Hy vọng là bắt được nha. Đó, mình sẽ quăng Woodborn ra nha các bạn ơi. Rồi, quả whip ball đầu tiên nè. Cái này lượt đầu nó sẽ được tăng lên 5 lần đó các bạn ơi. Một phát thành công luôn rồi nè. Dưới đây nó lại có thêm mấy con Bikimoku khác các bạn ơi. Để mình xuống mình kiểm tra coi nó có phải là cái dạng đặc biệt không nha. À, đây chỉ là Bikimoku bản thường thôi. Nó còn cái bản Bikimoku Hunter nữa. Nhưng mà nó rất là hiếm xuất hiện đó các bạn ơi. Đó, để mình xử mấy em này luôn đi. May nè, ngụm củ tỏi luôn rồi. Ui, nó xuất hiện khá là nhiều mấy em Pokumoku nha. Mình sẽ đi tìm con khác đi. Ui, quá chừng quá đất luôn. Hả? Đây lại có thêm một con Rigoli nữa. Mình đã có rồi nè các bạn. Chỗ này toàn Rigoli thôi. Thôi, có rồi thì mình sẽ đi chỗ khác các bạn ơi. Thì cái bản cập nhật mới này á, nó đã cập nhật thêm khá là nhiều Pokemon nữa. Oh my god. Wow.
Wow, bữa nay có một con Onyx nè. Và đây chỉ là Onyx dạng thường thôi, không phải là cái dạng Ristolman đã tìm kiếm đâu. Ây da, chạy đi đâu hả? Chạy đâu con sâu này? Ui, một phát chết nó luôn rồi nè. Nó cho mình hai cái quặng nhôm các bạn ơi. Ô, có con Kakun nè. Hoa, con này mình chưa có. Hình như nó cũng là một cái Pokemon gen 8 rồi đó các bạn à. Ui, ngon vậy. Không biết nó có phải là tiến hóa của cái con Kulikuli hồi nãy không nha. Để mình thử bắt nó coi. Dùng Celestia để mà bắt nó nha các bạn ơi. Đó, cứ Quick Ball mà xả trước thôi. Tỷ lệ bắt nó sẽ được nhân 5 tại cái lần đầu đó các bạn ơi. Đó, còn những lần tiếp theo thì nó sẽ bị giảm xuống đó. Ui, một phát thành công luôn. Và đây là cái em Kakon. Đó, để mình sẽ kiểm tra Kakon thử nha các bạn. Ồ, con này là Pokemon số bao nhiêu vậy? Số 838 hả? Chúng ta có thể lọc theo gen cũng được nè. Gen Sol siêu nữa bạn ơi. À, hình như nó là tiến hóa của cái con Rurikuli thì phải. Đây, nó có được mấy Pokemon mới nè. Sol siêu nó chỉ có mấy con thôi. Đó. À, mình gặp cái em này mà mình chưa bắt các bạn ơi. Đây là Reading. Rồi, sáng tiện thì mình sẽ đi tìm luôn những cái shell khác của Zigate. À, để mình coi coi. Cái vùng trước mặt này mình chưa đi nè. Chứ mình sẽ dùng Jinga để mà bay luôn cho nó nhanh nha các bạn. Rồi, chúng ta cũng phải nhìn lên những cái vách đá luôn. Tại vì những cái GS Shell nó hay xuất hiện ở trên đây lắm á. Để mình xuống đây mình bắt cái con Woet này nha các bạn ơi. Ui, tên khó đọc vả chưởng. Woet. À, ở túc dưới đây luôn hả? À, nó đây rồi. À, nó chỉ là con sóc thôi hả? Mày chạy đâu? Chạy đâu con sóc này? Ui, quang hụt rồi các bạn ơi. Cái con Celestia của mình nó bự vãi chưởng ạ. Đây, Swoet. Ê, cái gì vậy? Chạy hả? Vậy hả? Tiếp tục một quả Whip Ball nữa nha các bạn. À, con này là con sóc cái nè. Nó ngại, nó chạy các bạn à. Ngụm cua tỏi luôn. Rồi, để mình sẽ xóa tên nó khỏi game shark nha. Swoet. Đó. À, có thêm một con khác nữa, đó chính là Reading. Con mà mình vừa mới nói cho các bạn nè. Hình như con này là tiếng hót của con Swoet thì phải. Da nó hơi bị lắc. Tại đây là cái vùng map mới mình chưa đi qua đó. Và trời nó cũng gần tối rồi thì phải. Đấy, dùng Dialga bay lên cái coi. Chỗ này không biết mình bay lên được không nha các bạn ơi. Cái chỗ này nó chọc vãi chưởng ạ. Có vẻ đi lên không được rồi. Ây da, đây nè các bạn ơi. Đó, cho nó rớt xuống để mình bắt cho nó dễ luôn nha. Nhảy lên ta lên tinh nè. Ui, vẫn tiếp tục là Whip Ball nha các bạn ơi. Và trời nó cũng đã tối rồi nè. Bây giờ chúng ta có thể dùng được cái quả Dust Ball đó. Rồi, lần này thì thành công luôn rồi. Ngon. Reading. Và như nó có thêm một con Pokemon mới xuất hiện nữa nè các bạn ơi. Vẫn là Pokemon của Gen 8 thôi. Các Pokemon của các cái Gen còn lại thì mình đã bắt hết rồi nè. À, em này là Thivun. Thi Dung. Đâu rồi? Em thầy Dung của tôi. À, nó đây các bạn ơi. Ủa, con cáo hả? Ui, nhìn lạ quá à. Wow, mình sẽ bắt nó luôn bằng Whip Ball nha. Có một quả xài hoài cho nó dễ các bạn ơi. Quả này nó cũng hiệu quả lắm đó. Ui, thành công luôn, ngon lành vậy. Thivun. Đó, lại thêm một em nữa. Và hiện tại chúng ta đã có được 798 Pokemon rồi đó. Ui, hình như còn khá là nhiều Pokemon đây. Còn tầm 92 em nữa. Sắp xong series rồi thì cái bọn này nó lại xuất hiện nữa. Được cái Reality Lia nè. Mình sẽ cất nó vào trong ba lô nha. À, lại thêm một em Pokemon mới nữa. Và con này là Wulu nha các bạn ơi. À, hình như là cái con cừu. Con cừu hay con dê gì đó thì phải. À, để mình lên mình coi thử coi. À, con cừu các bạn ơi. Các bạn nhìn nó, cái icon của nó rất là đẹp luôn nha. Wow, lụm nó lẹ luôn mà Whip Ball thôi các bạn ơi. Em này mới cấp 20 thôi. Mình không biết cái con này là con cừu hay con dê nữa. Nhìn nó lạ với chưởng ạ. Rồi, xong luôn. Ulu. Đó, lại thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Dưới đây có một cái ông trainer nữa nè. Chắc mình sẽ thách đấu luôn. Ôi, không phải trainer các bạn ơi. Đây là Mew Tutor. Chúng ta có thử có cái chiêu gì mới không ta?
có Thousand Arrow nè. Cái chiêu này các bạn có thể học cho Zyuget nha. Lại thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Và lần này là Eplin nha. Ui, cho tôi cái Rimmel làm cái gì vậy? Hồi để mình đi tìm cái con Eplin các bạn ơi. Ây da, Eplin hình như nó ở trên cây thì phải. Rồi bay lên bắt nó luôn nha. Ở trên cây leo lên leo xuống nó mệt phải chưởng ạ. À, Eplin là con này các bạn ơi. À, quả táo. Cái này hình như lai từ Apple ra thì phải. Eplin cũng lụm nó luôn bằng Whipball nha các bạn ơi. Cái quả này nó OP quá à. Nhưng mà dùng bắt huyền thoại thì nó sẽ không có tác dụng nhiều như vậy đâu. Eplin đã xong. Giờ lại tới em khác. Đây là Sinistea. Cây trà hả? Để mình kiếm coi. Sinistea nằm ở đâu vậy ta? Ở trên thì không có đâu các bạn ơi. Lần này mình đề phòng, mình lên trên mình kiểm tra đó. À, nó nằm ở dưới đây. Ủa, nó phải cây trà không vậy? À, nó là cái ấm trà. Ui, nhìn lạ quá à. Chút xíu rồi các bạn ơi. Nó đây nè. Lụm mày luôn nè. Ui, cái ấm trà di động ạ. Con này thì mới cấp 13 thôi, không biết nó có tiến hóa lên không nữa. Về mấy cái em Pokemon ở Gen 8 này thì mình không có rành cho lắm các bạn ơi. Cái này mình cũng chưa có thời gian để mà xem nữa. Ui trời tối nhen. Kakon. Con này thì tôi không có cần đâu. Đây các bạn ơi, trời tối nó mới xuất hiện mấy con này nè. Đây là Rookidee. Đâu rồi? Như nó nằm ở trên thì phải. À đúng rồi, nó nằm ở trên các bạn ơi, trên ngọn cây này luôn. Bay lên nó mới được. Đây, Rookidee. Con gì lạ quắc vậy ta? Chim hả? Chim gì mà tối xuất hiện vậy? Tối mới làm ăn các bạn ơi. Lụm mày luôn Whipball nha. Nhìn nó các bạn ơi. Chút xíu à, màu xanh lè nữa chứ. Lụm mày thôi. Một quả là thành công luôn. Đó, Rookidee. Đó, thêm một em nữa rồi. Lại thêm một cái con Pokemon khác các bạn ơi. Đây là con Corviswool. Đâu rồi? Corviswool, nó nằm ở đâu vậy? À, nó bay ở trên đây. Nó là con này hả? Ui, nhìn giống cái con chim sắt vậy. Lụm mày luôn nè. Đó, Whipball tiếp tục các bạn ơi. Em này là hình như tiến hóa của con Rookidee hồi nãy thì phải. Nhìn nó cũng xanh lè y chang luôn nè. Nó khác gì đâu. Và một quả thành công luôn. Corviswool. Ok. Lại thêm Pokemon khác nữa. Game này Pokemon nhiều vãi chưởng à. Và lần này chúng ta có con Flippet. Hình như là con bọ thì phải. Mình sẽ đi kiếm luôn nha các bạn ơi. Một em bọ nữa. Nó ở đâu vậy? Ôi, nó là con này nè. Nó cũng na ná con Scatterbit đó các bạn à. Vẫn tiếp tục dùng Whipball thôi. Ôi, em này mới cấp 6 à. Nhìn tí hon vãi chưởng à. Ui, cạnh em có một em chó sói nè, nhìn cũng khá là dễ thương luôn. Ngon lành liền. Flippet. Rồi, còn nữa không ta? Hình như là hết trời rồi đó các bạn ơi. Jaspion Legendary. Còn 8 phút nữa sẽ có huyền thoại xuất hiện hả? Có một em Rookidee Shiny luôn. Đây, cái em chim của Gen 8 Shiny nè các bạn ơi. À, nó ở trên đây luôn hả? Đập cây cho nó rớt xuống các bạn ơi. Ui, Shiny nhìn nó đẹp hơn hẳn nè. Nhìn nó thành lông vàng các bạn à. Đó, xịn chưa? Lụm mày luôn. Quá đã, quá đã. Rồi. Và yes, chúng ta đã bắt được nó rồi nè. Và được thành tựu It's a bird. Xịn vãi. Hiện tại đã được 804 Pokemon rồi. Nãy giờ bắt cũng khá là nhiều đó. Ở cái vùng sa mạc này vẫn có thêm Pokemon mới nữa các bạn ơi. Và đây là cái con Silicupra. Rắn hổ mang hả? Rắn hổ mang nhìn ngáo quá chưởng hả? Nhìn cái mặt nó các bạn ơi. Cái mặt bú lá đu đủ nè. Vãi hả? Rồi để mình thu phục nó luôn nha. Ngon. Không có huyền thoại trong tập này thì chúng ta sẽ đi tìm thêm mấy cái Pokemon thường thôi các bạn ơi. Silicupra. Một phát được luôn. Chỗ này có khá là nhiều Silicupra nha các bạn ơi. Và tiếng hóa của nó là cái con Sandcupra thì phải.
Ồ, cũng hay nha. Cũng chỉnh sò đó nha. À, lại gặp thêm một em Silicura nữa rồi nè. Em rắn hút cỏ. Hút lá đu đủ các bạn ơi. Đây này, nó đang tìm mình để nó đấm mình hay sao á. Ôi chạy các bạn ơi, ghê quá. Rồi, để mình dứt cái con boss này kia đi. Rồi mình sẽ đi qua thách đấu trainer nha. Sẵn luyện cấp cho mấy em Pokemon của mình luôn. Oh, lại thêm được một cái XP Candy hả? Ủa? À, rồi dưới đây có thêm một cái con Eevee nha các bạn à. À, đây là Eevee thường. Nó có một cái form khác của Eevee nữa, đó chính là cái form Creator các bạn ơi. Đó, Eevee sáng tạo. Nhưng mà như mình chưa có đủ may mắn để mà gặp nó rồi đó. Hình như đây là cái XP Candy nó thuộc dạng nhỏ thì phải. Để mình cho cái con nào đó lên cấp thử coi. Bienga của tôi cho lên cấp 73 trước nha các bạn. Đó, XP Candy cho mày ăn luôn. Nó lên được nhiêu? À, lên được một khúc kinh nghiệm. À, cái đây là một cái vật phẩm mới được cập nhật các bạn ơi. Lên được một xíu kinh nghiệm thôi à, không có nhiều lắm đâu. Bên đây có một ông gì đó. Ui, cấp 100 các bạn ơi. Ui, trainer chất lượng đây rồi. Trainer quá chừng chỗ này luôn nè. Flash Cannon mình nè con. À dạ, cái con Pikachu này nó làm mình bị tê rồi bạn ơi. Flash Cannon nó phát lửa nha. Ui, dãnh củ tỏi. Ui, và Thunderous xuất hiện chứ không phải là Cosmog các bạn ơi. Xui vãi. Ây trời ơi, sao nó có thể tranh được cái vị trí của Cosmog được nha. Nó 66% lận mà. Mà cũng đúng ha. À, delay bớt nè. Wow, sao có được câu này luôn vậy? Xịn sò quá vậy ta. Delay bớt với tôi. Vẫn củ tỏi. Thôi để mình đi mình xử Thunderous kia đã các bạn ơi. Nó dám tranh cơ hội xuất hiện của Cosmog. Còn 20 phút nữa. Đây, đây chính là em Thunderous thủ phạm của video ngày hôm nay nữa các bạn ơi. Bỏ chạy đi đâu hả mày? Đứng lại. Ăn Flash Cannon rồi con. Không xi nhê nó nhiều lắm ha. Mày nè con. Trời ơi, chấm máu luôn. Auto to mice. Này hình như là chiêu boost thì phải. Rồi smackdown nó thôi các bạn ơi. À, bên kia có một cái ông Fisherman kìa. Đây là Old Fisherman nha các bạn ơi. Ông này sẽ đổi những cái cần câu cho chúng ta đó. Đi qua kiếm thử coi. À, có con Cheeto hả? Con gì vậy? Đừng nói đây là Pokemon khởi đầu của game này nha. À, một con rùa các bạn ơi. Ui, nó lai lai vãi chưởng hả? Ôi, cái mặt nó lai với con rùa với lại cái con gì mình bắt hôm bữa ta. Con cấp 1 của Swanbird các bạn ơi. À, con Mookip. Đó, y chang luôn. Thôi lượm nó luôn nè, quick spawn nó thôi. Quan trọng làm gì? Cheeto. Chiêu tổ hả mày? Ngậm cử tỏi luôn. Ha. Cheeto. Đó, lại thêm một em mới nữa. Cái reverse này không phải cái dạng đặc biệt rồi. Đều là hai con thường cả. Dạng đặc biệt của Mid Reverse á, nó không có xuất hiện tại những cái vùng này đâu. Nó xuất hiện tại vùng Root Forest đó các bạn ơi. À, Ryunor, hình như đây là cấp 2 của nó thì phải. Ồ, con rùa này cũng nó cũng quen quen vãi chưởng à. Nhìn cái đầu nó nè các bạn ơi. Giống em Pokemon nào lắm á. Sao kỳ quá vậy ta. Ui, quen quá, nhìn nó cũng khá là quen thuộc. Đây, Ryunor. Cũng cử tởi luôn. À, Red nè. Đó là tiến hóa của con Cheeto thì phải đó các bạn ơi. Có một con Venonat nhưng mà dạng thường chứ không phải màu hồng. Mình sẽ đeo tấm play hệ điện cho nó nha. Giáp play nè. Đó, đổi. Đổi tấm play liền. Được rồi, được rồi. Đừng hòng chạy thoát nha. Chúc mừng đó các bạn ơi. Ủa, nửa cây máu. À, nó không muốn đánh mình được. Mày này con. Ném hẹo nó luôn rồi.
À dạ. Ui, nó đánh mình được các bạn ơi. Chúc mình phát nữa. Ôi, vậy nó cho mình rất là nhiều thứ luôn. Sapphire nè, Water Game, Rap Play và một cái đem rock. Hả? Sao nó lại cho mình cái Rap Play làm gì nhờ? Ukumukyu nè. Rồi, phùng này nhiều vải trưởng các bạn ơi. Để mình leo lên trên mình dọn đẹp đồ cái đã. À, phía này lại có thêm một con Colossal nữa nè các bạn ơi. Để mình đi qua mình bắt nó thử nha. Ui, con này to vải trưởng ạ. À, nó như con Golem vậy ta. À, để mình xuống mình coi thử nè. Ui, vải hả, con rùa đá mà có pháo trên đầu luôn hả. Ui, con này lạ quá à. Lụm mày luôn nè con. Ây da da, nó kiếm đường nó tẩu thoát à. Rùa đá này. Này là cái con rùa than các bạn ơi. Golem than chứ. Lụm mày luôn Whitbon nha. Hình như đây là tiến hóa cấp 3 thì phải. Ui không được rồi nè. Chúng mình sẽ chuyển qua run phát đi. Mình sẽ chuyển qua cái con Caesar để bắt cho nó dễ hơn. Lấy Caesar ra nè. Bắt không được thì phone whip đó các bạn ơi. À, vẫn tiếp tục là một quả whip ball nữa thôi. Em này thì mới cấp 35 nè. Ui và nãy giờ whip ball của mình nó cũng gần hết luôn rồi đó. Ơ à, qua Caesar thì bắt được. Dễ vậy. À, Colossal. À đây là tiến hóa cấp 3 thì phải các bạn ơi. Để mình tìm coi nè. Season Shawn Shield. Và à, cấp 3 con Kakon. Ui, nhớ to vải trưởng à, vải đẹp nữa chứ. Đây các bạn ơi. Ngon lành canh đào. Mình chỉ còn 13 cái quả Whitbon nữa thôi. Em thì mình không có thể cưỡi được. Ui, nhưng mà nó đẹp thiệt sự. Cái này không phải là cái súng. Chỉ là cái thang mà nó mọc ra từ cánh tay của nó thôi nè. Ồ, những cái con này nó phòng thủ cũng căng lắm đó. À, cái gì đây? Nhóm tác giả đang bị lỗi cái chỗ này nè. Lỗi về cái phần mô tả ability. Đó. Có vẻ như là cái game này nó mới được cập nhật thôi bạn ơi. Lỗi quá nhiều luôn rồi đó. Thôi, chắc mình sẽ đi tìm thêm một vài Pokemon nữa thôi. Nãy giờ vẫn chưa thấy một cái Gigasail cũng như là Gigacore nào cả. Tao nói nó khó gì đâu. Ôi, và cuối cùng thì Dancy nó cũng đã xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Ôi, phải chướng ạ. À. Mình đang bị lava nó đốt. À, ngon lành nha. À, được. Và đây chính là Dancy của chúng ta nè các bạn ơi. Mình giúp cái con Cheru này cái đã. Mà còn nó làm hại tới Dancy nữa. Ơi, ngon lành. Rồi, cuối cùng thì tập ngày hôm nay nó cũng có một em Legendary rồi. Và cái em Dancy này chắc mình sẽ lấy Caesar ra đi. Đây, thẻ chỗ của mấy cái con này hết. Ai search, lấy ra luôn. Bộ cái hiệu cái đã các bạn ơi. Rồi, lần này thì cho Caesar ra trước nha. Wow, cuối cùng cũng gặp được nó bạn ơi. Con Dancy này á, thì nó sẽ xuất hiện ở cái vùng Extreme Hill. Đó, tất cả cái vùng Extreme Hill luôn. Vào tất cả các mọi thời điểm của các bạn. Và dưới cái độ sâu là 50 nha. Ở đây thì mình sẽ tiến hành dùng Whitbon trước nha. Đó, em này cấp 70 luôn các bạn ơi. Đây, em công chúa của chúng ta đã xuất hiện rồi nè. Ui, hấp dẫn vậy. Các bạn nhìn nó nè, trong suốt phải chưởng ạ. Rồi, chắc chúng ta sẽ dùng Phone Sweep đi. Để bắt nó từ từ. Ui, có vẻ như là Phone Sweep nó cấu không có được nhiều máu cho lắm các bạn ơi. Wow, con này trâu thiệt sự luôn. Có vẻ như là nó đã khác với hệ thường rồi đó.
hệ thường đánh nó không có xi nhê cho lắm anh em à. Chúng ta sẽ phân whip một cái nữa cho chắc nha. Rồi, giờ mới gọi là chắc cú rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ bắt nó luôn bằng Dustborn nha các bạn ơi. Tại vì nơi này nó cũng rất là sâu và nó đã không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, nên là cái tỷ lệ thành công của Dustborn á, nó sẽ tăng lên rất là nhiều luôn đó. Dustborn tiếp tục nè, tầm 5 quả trước nha các bạn ơi. Không được thì chúng ta sẽ đi qua Summerborn luôn. 2 quả rồi. Và không có tác dụng thì phải. Tiếp tục Dustborn tiếp cơi. Đây quả thứ 3 nha các bạn ơi. Ui cái em này nó đẹp vãi chưởng luôn á. À, vẫn chưa thành công luôn. Wow, các bạn nhìn cái mái tóc của nó kìa. Làm bằng crystal thì phải. Ui nhìn trong suốt vãi chưởng các bạn ơi. Như là làm bằng thủy tinh đó. Ui đẹp vãi chưởng hả? Có vẻ như là không thành công rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục dùng sang cái quả Samuon vậy. Ây da, nó có cái chiêu clear ruby thì phải. Nhìn rất là đẹp ha. Đây, tiếp tục là Samuon các bạn ơi. Em này là hàng hiếm mà, nên là không được thì mình sẽ dùng luôn cái quả Master Ball luôn. Đó, chờ mãi nó mới chịu xuất hiện đó các bạn à. Không có đơn giản đâu. Hai quả Chamberlain vẫn không được rồi đó. Mình sẽ cố bắt cho lên tầm 15 quả đi, rồi tính tiếp nha. Wow, có vẻ như nó quýnh Caesar của mình như con luôn. Chamberlain tiếp tục. Nó chỉ lắc được 2 lần thôi. Bắt nãy giờ hết Chamberlain luôn rồi, nhưng mà nó không chịu vô là không vô anh em à. Chắc mình sẽ sử dụng cái phương án cuối cùng, đó chính là dùng Master Ball quá. Trời ơi, uổng vãi chưởng hả? Nhưng mà không sao, vì nó là huyền thoại mà, chấp nhận được. Yes, và cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được Dynasty rồi nha. Ôi, và nó tốn hết rất là nhiều Ball của mình luôn nha các bạn ơi. Đây, Dust Ball mình chỉ còn 20 quả thôi. Ultra Ball cũng vậy, Ultra Ball thì hết rồi luôn. Để mình coi mình có còn Chamberlain không ta. Nó đem theo nhiều không vậy ta? Ủa hên quá các bạn ơi. Đem thêm 23 quả nữa nè. Ultra Ball thì vẫn còn thì phải. Ui. Ôi chắc tập sau chúng ta phải đi chế tạo thêm Whip Ball nè. Chamberlain nè. Ồ hên quá. Có luôn cái viên đá Mega của nó luôn rồi nè. Và đây chính là em Dynasty mình vừa mới bắt nha các bạn ơi. Ui nhìn nó khá là đẹp ha. Trong suốt luôn nè. Ôi con này cái thước Saiyan luôn. Và nó cộng attack trừ special attack hả? Ok. Rồi để mình Mega lên cho các bạn coi nha. Rồi em này Mega lên nó sẽ như thế nào đây. Ui đẹp vãi chưởng. Xinh xò vãi chưởng. Đó, cái con kia tính qua nó cà khịa mình nè các bạn ơi. Ui, đẹp thiệt sự luôn. Thôi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ lại bình luận của bạn ở phía dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.